Đây là video thứ hai nói về osteoarthritis, viêm xương khớp hay còn được gọi là thoái hóa khớp. Thì ở trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ chế bệnh sinh, cơ chế tại sao lại xuất hiện những triệu chứng như vậy trong thoái hóa khớp và đi qua phần phương hướng điều trị. Ok, let's get it. Ở đây tác giả đang vẽ một cái khớp hoạt dịch, synovial joint, và cụ thể ở đây đó là khớp gối, knee joint. Trong osteoarthritis, chúng ta thấy được một số thay đổi bất thường xảy ra ở xương cũng như là ở đầu sụn, bone and articular cartilage. Còn đây là màng hoạt dịch, synovial membrane. Thì màng hoạt dịch là một màng đặc trưng cho một khớp hoạt dịch. Các màng hoạt dịch này được cấu tạo nên từ các tế bào hoạt dịch, synovial site, và chính các synovial site này nó tiết ra dịch hoạt dịch, synovial fluid. Trong xương thì có các tế bào xương, osteocyte, cái mà trở thành osteoblast là các tạo cột bào giúp hình thành nên xương. Ngoài ra trong xương còn có các hủy cột bào hay còn gọi là osteoclast. Osteoclast nó có chức năng là phá hủy xương. Còn đây là mạch máu cung cấp cho màng hoạt dịch. Trong màng hoạt dịch chúng ta có thể tìm thấy các macrophage, các đại thực bào. Về cơ chế bệnh sinh của osteoarthritis vẫn chưa thực sự rõ ràng. Tuy nhiên dựa vào những tế bào được tìm thấy ở trong mô khớp, chúng ta có thể dự đoán được những quá trình gì đang xảy ra ở đây. Khởi đầu ở đây đó là các macrophage, nó sẽ bắt đầu được kích hoạt bởi rất nhiều các lý do, có thể do trauma chấn thương hoặc là do joint abnormalities, các bất thường về giải phẫu hoặc là các risk factors, các yếu tố nguy cơ mà chúng ta đã nhắc đến ở trước. Và khi đó các chất hóa học và các cytokines viêm sẽ bắt đầu được giải phóng, ví dụ như các cytokine TNF alpha, interleukin 1 b and interleukin 6, có cả VEGF và E-selectin. Thì VEGF là một protein có khả năng phát tín hiệu kích thích sự hình thành mạch máu mới. Còn các E-selectin là các tế bào nằm ở xung quanh mạch máu. Chức năng của tế bào này đó là nó có khả năng gặm nhẹ một số tế bào, ví dụ như tế bào miễn dịch, immune cells, và tụ tập các tế bào này tại đây. Vậy là các VEGF hay là E-selectin cùng với cytokines đã thúc đẩy việc tập hợp các tế bào viêm tại đây, và từ đó xảy ra quá trình viêm, inflammatory process. Một số tế bào miễn dịch, ví dụ T cells, nó sản xuất ra các cytokines để đáp ứng với chấn thương, trauma, hay là các neutrophils là các bạch cầu đa nhân trung tính, nó được tập hợp ở đây để đáp ứng với quá trình viêm cấp. Tuy nhiên, quá trình viêm cấp nó không phổ biến trong osteoarthritis. Khi có sự tập hợp của T cells, macrophage hay là các cytokines, chúng sẽ kích hoạt các tế bào hoạt dịch, synovial site, và làm các tế bào hoạt dịch này tiết ra các proteases. Thì proteases là chất có khả năng phân hủy các protein. Và ở đây chúng sẽ phân hủy, phá hủy những thứ ở xung quanh nó và đặc biệt là sụn khớp, articular cartilage. Và các cytokines này nó cũng kích hoạt các osteocyte, các tế bào xương, để trở thành các tế bào tạo xương, osteoblast. Và khi đó nó sẽ làm tăng quá trình sản sinh xương. Và quá trình tăng sản sinh xương này nó xảy ra như là một quá trình đáp ứng phục hồi khi mà có sự tổn thương xảy ra. Và đấy chính là nguyên nhân gây ra tình trạng đặc xương dễ sụn, hay còn gọi sơ xương dễ sụn, subchondral sclerosis. Và theo thời gian dài, việc lắng đọng các tế bào xương mới này nó sẽ gây ra triệu chứng xuất hiện các chôi xương, osteophytes. Ở những người già thì lớp sụn ở hai đầu xương sẽ bị mỏng dần. Nguyên nhân là do, thứ nhất, làm giảm quá trình hydration. Thứ hai, đó là xảy ra quá trình giòn xương, brittle bone. Và thứ ba, đó là do chứng vôi hóa sụn khớp, chondrocalcinosis. Ngoài ra các risk factors,
các yếu tố nguy cơ mà chúng ta nhắc đến ở video trước, nó cũng làm tăng quá trình phá hủy sụn trong osteoarthritis. Vậy trong osteoarthritis, làm sao mà bệnh nhân cảm nhận đau? Đó là trong osteoarthritis, một số các cytokines được sản xuất, ví dụ như prostaglandin hay là các bradykinin, thì các chất này nó gửi tín hiệu và kích hoạt các sợi dây thần kinh cảm giác, làm gửi tín hiệu về spinal cord, tủy sống, và các tín hiệu này, các thông tin này sẽ được đưa lên não, brain, và tại đây thì bệnh nhân cảm nhận được đau. Ở những người mắc bệnh đã lâu thì cái ngưỡng cảm nhận đau của họ cũng tăng lên. Điều đó giải thích cho lý do tại sao có những người họ vẫn gặp sự khó khăn về di chuyển, dáng đi của họ bị tập tễnh. Tuy nhiên cái cảm giác đau của họ là ít, họ ít cảm nhận thấy đau. Bây giờ chúng ta đến với chọc hút dịch khớp, arthrocentesis. Thì chọc hút dịch khớp nó giúp chúng ta khảo sát xem trong dịch khớp có những tế bào gì, và từ đó giúp chẩn đoán phân biệt giữa osteoarthritis với một số bệnh khác, ví dụ như septic arthritis, nhiễm trùng khớp, hay là gout, bệnh gout. Trong osteoarthritis, số lượng bạch cầu nó chiếm khoảng từ 1.000 đến 2.000 microlit. Còn trong septic arthritis, tức là trong nhiễm trùng khớp, số lượng bạch cầu, nhất là bạch cầu đa nhân trung tính, nó có thể chiếm lên tới 50.000 microlit. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nói tổng quát về bệnh. Thứ nhất, đó là khai thác tiền sử liên quan đến một số yếu tố nguy cơ, ví dụ như trauma hay là fever, sốt hay một số yếu tố nguy cơ khác. Thứ hai, đó là về khám lâm sàng, clinical examination, thì chúng ta tham khảo lâm sàng khớp gối. Thứ ba, về investigation, đó là x-ray, thì x-quang là quan trọng trong bệnh này. Thì để nhớ các yếu tố cần quan tâm trên x-quang, ta chỉ cần nhớ từ loss. Thì đây là chữ cái đầu của các cụm từ là hẹp khe khớp, có xuất hiện trôi xương, hay là tình trạng sơ xương dở sùn, hay là có nán xương dở sùn. Ngoài ra, để chẩn đoán phân biệt cũng như là xem mức độ nghiêm trọng của bệnh thì chúng ta có thể làm thêm một số xét nghiệm. Thứ nhất, đó là ESR, tốc độ máu lắng. Thứ hai, làm rheumatoid factor hoặc là anti-CCP, hoặc là chọc hút dịch khớp, joint aspiration, và cũng có thể làm MRI để xem các vấn đề liên quan đến phần mềm. Ok, video đến đây là kết thúc. Thanks for watching.